không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Cả hai người đều là người thân nhất của anh, làm sao anh lại để hai người mạo hiểm chứ? Nhưng tình hình vừa rồi quá nguy cấp, anh không kiểm soát được. Vậy tại sao anh không báo trước cho em biết? Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, để khỏi bức dây động rừng. Anh xin lỗi. Đọc được tâm của anh rồi, không cần lấy tay che mặt lại đâu. Anh cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai nữa. Vậy là em không giận anh chứ? Tha thứ cho anh một lần đó, nếu còn lần sau em sẽ trở mặt với anh thật đó, nói cho anh biết. Làm gì có lần sau. Anh nói đó nha. Thôi được rồi, không sao rồi, không sao rồi. Còn chú Bảo, có thật là chú lừa đảo không? Có thật là chú trở về định gạt tiền của nhà chúng ta hay không vậy? Bây giờ chú sao rồi? Giả về sở cảnh sát rồi, mà đàm đang lấy lời khai của ba anh. Anh hai à, em biết bây giờ anh rất buồn, nhưng anh thật sự khỏi lo cho em không sao đâu. Hay là anh về sở cảnh sát coi có giúp được gì cho chú Bảo hay không đi. Ok, anh về sở, em nghỉ ngơi cho khỏe. Hữu thứ sau của Trần Nhi đó. Ok, bye bye. Bye bye, bye, bye. Sao hả, tay còn đau không? Tất nhiên là đau rồi. Anh hai thì em không tính toán, nhưng mà còn anh thì không được. Sao anh có thể nhìn thấy em bị người ta uy hiếp, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không lo, còn không quan tâm đến em chút nào là tại sao hả? Xin lỗi, xin lỗi. Anh rất quan tâm em mà. Anh muốn người vừa rồi bị uy hiếp là anh. Anh muốn nhảy xuống cứu em, nhưng mà anh hai em cản lại. Anh dám đổ thừa cho anh hai của em hả? Em không cần biết. Tóm lại bây giờ anh nói gì cũng vô ích. Em chỉ cần biết bây giờ tay của em rất đau. Em chỉ nhớ khi mạng sống của em bị đe dọa, anh đã không xuất hiện, anh cái gì cũng không lo. Anh hai em là cấp trên của anh nhất định phải nghe lời của anh thôi. Thật ra cũng tại em hết á. Từ đầu đã kêu em lấy anh rồi, em lấy anh làm vợ anh rồi, thì anh và anh hai của em sẽ ngang hàng với nhau. Vì anh đã là em rể của anh phải không? Vậy anh cứu em á cũng là lẽ thường tình thôi, anh sẽ không ngăn cản, có đúng anh không? Anh dẻo miệng quá. Vậy có thấy vui hơn không? Không có. Không có hả? Không có. Không cái chắc sẽ đỡ hơn. Không đó. Có, không đâu có, chỗ không nào có, vậy? Không cần. Trời ơi, tôi tưởng thủ nghiệp của chị rất tài giỏi. Nào là quen biết người giàu có ở mỏ than gì bên đại lục, thì ra là bọn lừa đảo. Lần này bị thủ nghiệp của chị hại chết chúng tôi rồi. Thủ nghiệp của tôi cũng là người bị hại. Nó cũng bị người ta gạt. Người có tâm hại người vô tâm biết phải làm sao chứ. Không ngờ ông chồng cũ của cô Nhàn nè quay lại gạt chúng ta thêm một lần nữa đó. Khang, nghe cảnh sát nói Dư Thiên Bảo và bọn lừa đảo là đồng bọn. Thật ra chuyện này là sao? Chú nhất định phải giải thích rõ ràng với tôi. Nhàn à, năm xưa tôi nghe lời cô nói chồng cô đã chết, tôi mới yên tâm để cho em tôi lấy cô. Ai ngờ bây giờ chồng cô bất thình lình còn sống sờ sờ trở về, mà còn là tên lừa đảo nữa. Cô làm sao vậy? Thật quá đáng. Thực sự tôi muốn hỏi cô một câu, cô có biết chồng cũ cô trở về vì muốn gạt tiền chúng tôi không? Em không biết thì nói với anh hai đi. Má, đâu có liên quan đến má. Má nói cho bác hai biết đi. Nhìn cô ta không lên tiếng tức là nhận rồi. Trời ơi, cô đừng có làm cho tôi sợ. Nhà họ Trình chúng tôi đã làm gì có lỗi với cô, đã nuôi lớn đứa con giùm cho con một gia đình. Cô còn thông đồng với chồng cũ gạt tiền chúng tôi, cô có còn là con người không? Không chỉ như vậy, Diêu Thiên Bảo đó là ba ruột của Học Thâm. Biết đâu chừng Học Thâm nó cũng có tham gia đó. Liên quan gì đến anh hai chứ? Là chính anh hai bắt chú Bảo mà. Chuyện này không hề liên quan đến Học Thâm. Mấy chị đừng nghĩ lung tung, nó không biết cái gì hết. Nó không biết đâu. Ba, thủ nghiệp con không sao chứ? Thủ nghiệp bà con về rồi hả? Cảnh sát có làm khó con? Má không sao hết, bọn lừa đảo đã bị bắt hết rồi. Tốt rồi, tai qua nạn khỏi, lại không có bị thiệt hại gì. Ngày phòng đêm phòng khó phòng trộm ở trong nhà. Ai mà ngờ được có người huy động cả nhà để gạt chúng ta chứ. Học Thâm mà, con đã học độc tâm rất giỏi, nhìn tâm gan của người ta, có nhìn ra được ba con có ý gạt cả nhà hay không. Tốt cũng là mấy người, xấu cũng là mấy người. Con làm cảnh sát kiểu gì vậy? Con hỏi má con coi, má con có biết Diêu Thiên Bảo trở về để gạt tiền của nhà hàng chúng ta không? Nếu như má con biết thì con bắt luôn bà ấy đi. Không phải đó. Má nói cho họ biết đi, má nói đi má. Nói đi. Nói gì đi không chứ? Không nói tới tại sao lại không lên tiếng hả? Em biết. Thật ra từ đầu em đã biết lần này anh Bảo trở về là có ý gạt mọi người. Cái gì? Cô biết thật sao? Nhưng mà không liên quan đến Học Thâm. Nó không biết cái gì hết. Thật sự nó không biết cái gì hết. Tất cả đều là lỗi của em. Tại em không đúng. Xin lỗi, em có lỗi với nhà họ Trình. Em có lỗi. Má. Má. Dạ. Má, chú định đuổi theo cô ta sao? Người vợ như vậy có ai không cũng vậy thôi. Cả nhà chúng tôi đều ủng hộ chú. Nè, nếu như em đi tìm vợ em về thì cả nhà này sẽ không nhận em là em. Nói cho em biết đó. Có vợ em cứ đi đi. Mọi người đã đủ chưa vậy? Phải không sai? Có thể Diêu Thiên Bảo có liên quan tới bọn lừa đảo, nhưng làm sao có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu anh hai và Thím Út được chứ? Con không ngại nói thật với cả nhà. Lần này không vợ anh hai ra tay cứu giúp con,
chúng ta không những bị mất tiền, có thể con đã bị mất mạng rồi. Còn nói cái gì? Sao lại mất mạng chứ? Nghiệp à, thật ra chuyện này là như thế nào vậy? Má. Má. Má ơi. Má. Má. Má xin lỗi con. Lần này má thật sự sai trầm trọng. Má không nên giấu giếm con. Thật ra từ đầu má biết lần này ba con trở về là muốn gạt tiền của Đại Hồng Đồ, nhưng thật tình má không nói ra được. Có phải là ba muốn uy hiếp má không? Con cách dạo này biểu hiện của má rất là lạ. Con muốn ra ngoài, má đòi đi với con, với lại cho tiền Hủ Tiếu Xào mua nhà trả đợt đầu, còn đòi giao con cho ảnh nữa. Thì ra là chú Bảo luôn uy hiếp má. Nếu từ đầu má nói thật với con, có phải con sẽ không rơi vào hoàn cảnh như hôm nay hay không? Má, má đừng tự trách mình nữa. Má không nói ra chuyện này vì má không muốn con biết sự thật, con hiểu mà. Má biết lâu nay con vẫn mong ba trở về. Nếu để con biết ba là một kẻ lừa đảo, con sẽ rất đau lòng. Cho nên hôm đó má thấy ba xuất hiện ở xóm Miễu, má rất căng thẳng sợ hãi. Má không nói ra sự thật. Má, cũng đâu có ai trách má. Má đừng tự trách mình nữa. Thật ra nhiều lần má muốn nói cho con biết, má kêu con đừng gặp người này nữa. Má muốn nói cho con biết ổng không phải là một người tốt, nhưng làm sao má mở miệng được. Má tưởng là mình làm như vậy có thể giảm bớt sự tổn thương của con xuống thấp nhất, nhưng bây giờ con càng tổn thương nặng hơn. Má, những ngày gian nan trước đây của chúng ta đã vượt qua rồi. Con nghĩ ai này cũng vậy. Không có gì đâu. Con sẽ về nhà ở để lo cho má. Hay quá, anh hai lại dọn về nhà ở, cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Cho dù hai con không trách má, nhưng mà ba của tụi con nhất định sẽ không tha thứ cho má. Ba có gì đâu chứ. Tình hình lúc nãy tụi con cũng thấy rồi. Nếu là trước đây, ba con sẽ lên tiếng giùm má. Nhưng lúc nãy ba con không lên tiếng, nhất định là rất giận. Con nói ba không có gì là không có gì mà. Có bao giờ má thấy ba giận? Ba đâu có biết giận. Anh hai à, em và má về nhà trước. Anh đến nhà của bác hai đón ba về đi. Ừ. Ba đâu? Chú nói là muốn ở nhà bác hai vài ngày. Không biết bác hai và mọi người lại nói gì trước mặt ba nữa. Trong lòng ba con nhất định là có cái gai. Má. Má, chú không sao đâu. Vừa rồi Thủ Nghiệp gọi điện cho con, nói là đã giải thích rõ ràng với bác hai. Có thể trong một lúc chú nghĩ chưa thông suốt, má cho chú một ít thời gian đi. Chú không sao đâu. Ừ. Không dám trách ảnh, lỗi cũng tại má hết. Má đừng nghĩ vậy. Mọi chuyện đã qua rồi mà, không có gì đâu. Hả? Cũng đâu liên quan đến má. Phải, má đi nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Con không cần phải tới thăm ba. Ba đã nông nổi này là do bản thân ba gây ra. Tay phải của ba, ngôn ngữ cơ thể này nói cho con biết ba đang hối hận, ba đang xấu hổ, ba đang day dứt về tất cả những gì mình đã gây ra. Làm nghề của ba có thể nói là giết người không thấy máu. Biết bao nhiêu người chỉ trong một đêm bị ba gạt tới bại hết gia sản. Có người thì nhảy lầu, có người thì đốt than, nhưng mà ba cũng không nhíu mày một cái. Bởi vì ba đã quen rồi, đối với bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng không có tình cảm. Nhưng mà hôm đó ngồi câu cá, khi con đưa tấm xét cho ba, ba thật sự hơi cảm động. Chính trong lúc đó ba mới cảm nhận được thế nào là tình thân. Ba, số tiền đó con đã lường trước cho ba. Con đợi ba ra sẽ giao tận tay cho ba. Con khờ quá. Ba cũng biết phải ngồi bao lâu. Số tiền đó để lâu sẽ bị mất giá. Con không cần đưa số tiền cho ba, con cứ giữ để xài đi. Con nói rồi, ba ngồi bao lâu con cũng sẽ đợi ba ra. Đến chừng đó có thể con không còn làm cảnh sát nữa,
Hay là vậy đi, hai cho con chúng ta lúc đó sẽ buôn bán nhỏ, có được không? Được, được, được. Nhưng mà tới chừng đó bà đừng gạt con nữa, con hết tiền rồi. Cùng đâu, lúc ba mãn hạn tù trở ra, nhất định sẽ không gạt người ta nữa, nhất định là không. Dương mà đâu đây? Nạn nhân là ai? Là người quản lý Đông Nghĩa Đường Thanh Thủy Bộ, tay đầu đàn của Nhiệt Thắng Tinh Lính. Tinh Lính là quan Diệu Quanh Thái, tay chân đắc lực bên cạnh Nhiệt Thắng. Nguyệt Thái rất lợi hại, nhiều lúc đám người Thái cũng đánh không lại hắn. Nạn nhân sống sờ sờ bị đánh chết, phần bụng bị gãy 6 cái xương, hơn nữa còn có dấu chân rất rõ rệt. Có lẽ nạn nhân bị hung thủ dùng chân phải đá gãy 6 cái xương, sau đó đụng vào tường, não sao da đập mạnh dẫn đến cái chết. Đúng vậy, đó cũng là dự đoán ban đầu của chúng tôi. Chưa hết, cái đốt xương ở chân và tay của nạn nhân đều bị gãy hết, chắc chắn là trước khi chết đã bị hung thủ bẻ gãy. Rõ ràng là trước khi nạn nhân chết đã từng bị hung thủ hành hạ. Kẻ nào lại có thù quán sâu? Cảm ơn. Sếp Diêu à, tên lính này thường làm việc vừa bạo lực vừa ác, ở đâu cũng có kẻ thù, rất nhiều người đều muốn giết hắn. Có thể là ân oán riêng hoặc sự trả đũa của xã đoàn, nội bộ thanh toán. Sao chẳng tôi dạo vậy? Đi 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 đi. Anh em tao bị giết ở trong, bây giờ tao đến trục hồn nó về, cản đường cản lối, tao thưa mày lạm dụng chức quyền đó. Gọi luật sư Chu. Ông muốn trục hồn cũng phải đợi chúng tôi làm việc xong đã. Điều tra nãy giờ có điều tra được ai giết thằng lính không? Chút chút thôi, nhưng mà không nói cho ông biết. Tức là không biết rồi. Trong vào đám vô dụng mấy người làm việc được quái gì? Ông nói cái gì đó? Bảo được, nói được chứ. Được chứ. Im hết đi. Được, tụi bay không cho tao làm việc phải không? Tao sẽ tự làm. Nhiệt Thắng, ông muốn tới tiệm massage của thái tử tìm nó massage hả? Nói gì? Ông tưởng tên lính bị hắn giết sao? Mọi người cũng đều biết, tuy hai người đó cùng một xã đoàn nhưng không ưa nhau. Tôi khuyên ông phải về nhà mà tắm nước lạnh, đừng nóng nảy nữa. Được. Sếp Diêu à, sếp nghi ngờ Đông Nghĩa Đường của họ thanh toán nha. Cũng có thể. Điều quan trọng là phải ngăn cản Nhiệt Thắng đụng đến thái tử. Hai người đến chỗ massage của thái tử mở tìm anh ta đi. Tôi hiểu ý của sếp. Mời thái tử về, ngoài việc có thể lấy manh mối ở anh ta, còn có thể ngăn cản Nhiệt Thắng quậy thái tử. Nếu như vậy, cảnh sát làm vệ sĩ của xã hội đen luôn. Làm việc đi. Yes sir. Nếu không phải cảnh sát báo với tôi, thật tình tôi không biết tên lính gặp chuyện. Có thật là anh không biết không? Tối qua tôi ăn cơm xong thì đi massage, tới nửa chừng thì ngủ quên. Còn mà cảnh sát đến thức tôi không biết ngủ tới chừng nào nữa. Nếu không tin có thể cho người điều tra tôi. Chỗ massage đó là của anh, cả tiệm massage đều là đàn em của anh. Anh muốn nói sao cũng được thôi. Không lẽ sếp nghi ngờ tôi có liên quan tới cái chết đó? Tên lính lôi kéo đệ tử của anh dùm Nhiệt Thắng đã từng phá tụ điểm của anh, làm anh không làm ăn được. Trước giờ anh cũng muốn hắn chết. Hơn nữa, ai cũng biết anh và Nhiệt Thắng đang đấu đá nhau. Tuy hai người ở cùng một xã đoàn nhưng lại không ưa gì nhau. Tuy tôi và Nhiệt Thắng có lúc cũng cự cãi vài câu, nhưng mà cả hai đều không để trong lòng. Anh em mình gặp chuyện rồi, hai hôm nữa tôi sẽ đến thắp nhang cho nó. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng đi. Chúng tôi nhận được tin Nhiệt Thắng đem vụ của tên lính đổ hết tội cho anh. Bản thân anh cẩn thận một chút. Tôi ăn ở đàng hoàng tử tế, tới đâu cũng không sợ. Nếu như không phải anh làm thì là ai làm đây? Anh trả lời đi. Nhiệt Thắng và thằng lính có rất nhiều kẻ thù, ở ngoài đường cũng có rất nhiều người muốn mua đứt tụi nó. Cái đây khoảng một tháng, thằng lính đã cướp lô hàng thuốc lắc của đầu xe đồn môn. Sau đó đầu xe biết là Nhiệt Thắng kêu thằng lính làm nó bị mặt. Còn anh Triều ở Vịnh Đồng La nữa, vợ của anh đã theo thằng lính. Anh Triều muốn giết nó lâu rồi. Còn một thằng tên Hải, gần đây mới ra tù, trước đây là tay chân của Nhiệt Thắng, làm việc được lắm. Hải? Nó tên Triệu Văn Hải, người bên ngoài gọi nó là anh Hải. Nó đánh giỏi lắm, nhưng có một lần khi làm việc cho Nhiệt Thắng, trong lúc nặng tay quá đã bị xử gây thương tích nghiêm trọng, ngồi tù 6 năm. Nhưng trong phiên tòa xét xử, nó luôn miệng nói có người vu oan cho nó. Ai vu oan ảnh? Nó nói Nhiệt Thắng.
Nó nói sau khi ra tù chắc chắn sẽ tìm Diệu Thắng trả thù, còn đòi giết hắn nữa. Mấy người này chính là mấy người có xích mích với Nhiệt Thắng mà tên thái tử đã nói. Tên thái tử này làm gì lại tốt quá tung nhiều tin như vậy? Má đạm mà, chắc chắn đây là tin giả đó. Lúc cô hỏi chuyện thái tử đã để ý được gì? Tuy hắn có nói là sẽ đi cúng tên lính, cũng nói tên lính là anh em tốt của hắn, nhưng mà trong lúc hắn vừa nói, ánh mắt ẩn chứa nụ cười, rõ ràng là mèo khóc chuột. Vậy tức là cái chết của tên lính là điều đáng vui mừng đối với thái tử. Tên đắc lực này mất đi, Nhiệt Thắng giống như bị mất cánh tay, còn thái tử lâu nay đều bị Nhiệt Thắng kèm hãm không có miếng ăn ngon, xem ra hắn cũng nhịn lâu rồi. Ý sếp là thật ra thái tử cũng có thể lén lút thuê người giết tên lính? Tôi không loại trừ có khả năng này. Nếu hắn chủ động hợp tác cho chúng ta nhiều manh mối, thật ra điều đó thể hiện sự lo sợ. Hắn muốn tạo một cảnh tượng giả nói cho chúng ta biết, cướp việc điều tra tôi. Vậy có nghĩa là hắn đáng nghi nhất? Ở giai đoạn hiện nay khả năng nào cũng có thể có. Nè, Triệu Văn Hải mà hắn nói, tôi biết hắn vừa mới ra tù, thật ra cũng có khả năng. Ủa tôi sao, nghĩ gì vậy? Những người thái tử nói đều qua khả nghi, bao gồm bản thân hắn trong đó. Nhưng có một người có khả năng rất thấp. Ai vậy? Triệu Văn Hải. Triệu Văn Hải, tay chân trước đây của Nhiệt Thắng, lẽ ra hắn phải ngồi tù 6 năm, giờ trong tù có thành tích tốt, cho nên tháng trước được ra tù sớm hơn. Hắn ra tù không bao lâu thì tên lính gặp chuyện, hắn cũng có khả nghi rất lớn. Không phải là ảnh. Sao cậu lại khẳng định như vậy? Chân của ảnh bị tật, lúc đi lại cũng cạch nhắc, làm sao mà đá chết người được. Sao cậu biết được? Hồi trung học, ảnh học lớp trên của tôi, ra tù không bao lâu tôi có gặp lại ảnh, không ngờ chân phải của ảnh đã bị tật. Tôi giao cho cậu hồ sơ Triệu Văn Hải, tôi có lòng tin đối với cậu. Công tư phân minh. Làm ơn, cho một cái bánh nướng. Cảm ơn. Cảm ơn, 10 đồng. Mau lên, đã trễ giờ rồi đó. Ê, hủ tiếu sao? Sao trùng hợp vậy? Tôi rủ anh đi ăn. Thôi, mới dọn ra bán mà. Để phụ cho, phụ anh dọn hàng. Được, ăn một cái đi, giòn lắm. À, cảm ơn. Sao vậy, quen hả? À, phải. Bé gái đó là con gái ta. Nó tên Gia Gia, là bà ngoại nó. Tại sao phải tránh mặt họ? Không muốn nhìn lại đứa con sao? Là bà ngoại nó không cho tao nhìn nó. Anh biết ngày nào họ cũng đi ngang đó, cho nên anh bán ở chỗ đó sẵn dịp để nhìn con gái. Mỗi ngày tao chỉ có cơ hội này để nhìn thấy nó thôi. Tại sao bà ngoại nó không cho anh nhìn đứa con? Bà nói trước đây tao hại chết con gái bà, cũng từng ở trong xã đoàn, sợ tao dạy hư con gái. Nè, thật ra vụ này là sao vậy? Có liên quan đến việc anh ngồi tù? Đừng nhắc chuyện trước đây của tao nữa. Bây giờ tao chỉ muốn làm lại cuộc đời. Tao biết bán bánh trứng nướng rất cực khổ, nhưng tao cũng biết rất nhiều người bán bánh trứng nướng có thể mở được một căn tiệm nhỏ. Sớm muộn gì tao cũng có cơ hội có một căn tiệm của riêng mình. Vậy thì tao có thể ngẩng đầu lên mà sống, nhìn nhận lại con gái mình và gặp bà ngoại nó. Anh muốn mở tiệm thì có việc nói tao với tôi. Tao muốn dựa vào sức mình. Quen anh lâu rồi mà vẫn cố chấp. Sao hả? Hôm nay mày đến tìm tao không phải chỉ đơn giản là mời tao ăn cơm thôi phải không? Không phải. Thật sự là tôi có chuyện muốn hỏi anh. Nếu như hỏi tao chuyện trước đây thì miễn đi. Tôi biết có nhiều chuyện anh không muốn nhắc. Anh không muốn nhắc tại sao bị vu oan. Anh không muốn nhắc tại sao bị ngồi tù. Anh không muốn nhắc tại sao vợ của mình bị giết. Nhưng lần này anh nhất định phải để tôi giúp anh, nếu không anh sẽ gặp rắc rối. Gặp rắc rối gì chứ? Chuyện tồi tệ xui xẻo cỡ nào tao cũng gặp rồi, còn sợ gì nữa? Tên lính tay chân của Nhiệt Thắng tối hôm qua đã bị giết chết. Mày nói chuyện này với tao làm gì? Tao và người trong xã đoàn đâu còn liên lạc nữa. Tôi biết. Vậy anh có quen hắn không? Tao quen nó, nhưng mà không thân lắm. Sau khi ra tù anh có gặp Nhiệt Thắng không?
Hôm nay mày gặp tao là muốn dò hỏi tao hả? Không phải là dò hỏi anh. Thái tử nói anh và Diệt Thắng có thù oán. Ở trong tù anh từng nói nhất định sẽ giết chết Diệt Thắng. Phải, Diệt Thắng có rất nhiều kẻ thù, không thể khẳng định là anh làm. Nhưng anh từng theo hắn, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Hắn nhất định sẽ quậy anh. Nếu tụi nó muốn quậy tao thì sao chứ? Tao tránh được à? Được rồi, là anh em đừng nói chuyện này nữa. Bằng không lần sau không còn cơ hội ngồi với nhau nữa đâu. Rồi rồi, không nói không nói. Uống đi nè. Bố Nhi nó lại tìm em hả? Hả? Trời ơi, nói tới nói lui cũng là ba cái chuyện đó, mặc kệ nó đi. Trời ơi, chị tắt máy, người ta không tìm được em đâu. Không tìm được em thì càng tốt, để khỏi ồn ào. Ngày nào mấy chị cũng chơi mặt trượt với em nè, ăn dây cá, ăn cá muối với em, đó mới là người nhà. Mấy chị nhất định ủng hộ em. Khang đã đâu có đòi ngày nào cũng ăn bào ngư dây cá. Hình như là hai em đòi kêu thôi, còn bắt anh trả tiền nữa. Tóm lại, cả nhà chúng ta ăn vui vẻ, em sẽ không buồn đâu. Nè, bây giờ em ở nhà của anh hai, ngày nào mấy chị cũng đến chơi với em. Có lẽ bây giờ chú đã biết người nào tốt với chú, người nào muốn hại chú. Chúng ta đã là người một nhà mà. Kevin, ngày mai con đưa cậu Út đến nhà cô Nhàn thu dọn đồ đạc đến nhà cô hai ở đi. Hả? Nhưng mà... Không lẽ em định về đó? Về làm gì chứ, chỉ tổ chướng mắt thôi. Khang à, nghe lời anh đi. Cắt đứt quan hệ với vợ chú và đứa con trời ơi đó đi. Chú nuôi vợ và con dùng người ta bao nhiêu năm rồi, cái gì cũng đủ hết rồi. Ở bên ngoài muốn tìm người đẹp và nghe lời thiếu gì, chú sợ không tìm được sao? Còn Bối Nhi, nó là con ruột cậu Út mà. Nói nhiều quá làm gì, đổi ly trà nóng cho má đi. Mọi người đang làm cái gì vậy? Ai cũng giữ chú Út ở đây đến mặt trượt. Thật ra trong lòng chú Út muốn về nhà mà. Con nói với mọi người nhiều lần rồi, lần này không vợ anh hai giúp đỡ con, bây giờ con đang gặp rắc rối đó. Mọi người đừng có anh hai và Thiếm là người xấu nữa, có được không? Còn nói nữa, chính vì con không biết nhìn người mới bị gạt. Bây giờ mẹ con thằng Thâm không gạt chú Út con, không có nghĩa sau này sẽ không gạt. Không ai lại để trái bom nổ chậm ở bên cạnh mình, mà còn hai trái nữa, có biết không? Nhưng mọi chuyện thật sự là... Thú ghê bà, đừng có bênh vực người ngoài mà không nghe lời ba má. Ba, tại sao ba không nghe điện thoại của con? Bố gì à, thật ra... Đã từng tuổi này rồi mà cũng như vậy. Vô đây không gõ cửa, không chào hỏi ai, không biết lớn nhỏ, không có lễ phép. Con đến kêu ba về nhà thôi. Ba con không có về đâu, mắt con nhìn thấy má con và anh con. Ba con nói là chướng mắt. Ba con sẽ không theo con về đâu. Lát nữa mọi người sẽ lấy đồ đạc dùm cho ba con đến nhà bác đó. Có thật không ba? Chơi tiếp đi, chơi tiếp nè, đi. Xuống chơi đi, xuống chơi đi. Nè, đừng có nói nhiều với nó đi. Nữa. Xuống đi. Chơi tiếp có đi phải ha. Ba con đuổi con mới chịu đi về không? Ba! Tình hình bây giờ là vậy đó. Để hôm khác tìm cơ hội nói chuyện với ba của em. Em về trước đi. Thật sự em rất lo. Đích thân em đến Đại Hồng Đồ để đưa ba về mà ba cũng không chịu về. Ba em chỉ giận một chút thôi. Vợ chồng lâu năm cãi nhau, nay mai cũng hòa thôi. Có lẽ ngày mai ba má sẽ làm hòa. Nhưng mà chuyện của em và anh thì khó giải quyết được lắm. Chúng ta có chuyện sao? Hôm đó anh thì chết không cứu, không quan tâm đến em chút nào. Chẳng phải nói với em rồi sao? Hôm đó anh muốn xuống cứu em lắm, anh hai của em cản lại thôi. Anh đừng có đổ thừa cho anh hai nữa. Anh hai đã phiền lắm rồi. Chú Bảo thì đã bị bắt, ba má lại không chịu ở chung với nhau. Phải rồi, anh hay gặp anh hai mà. Ảnh sao rồi? Cũng đâu thấy có gì. IQ ảnh rất cao. Gần đây em hay gọi cho anh, sao anh không chịu trả lời? Anh bận lắm hả? Hẹn anh ra gặp thì anh nói là không rảnh. Có chuyện như vậy? Nè, anh đừng có gạt em đó. Ba em giận má em cũng chính vì má em không thành thật. Không phải. Gần đây có người bạn lâu năm mới ra tù, anh có vẻ như tách rời khỏi xã hội này vậy, cho nên anh mới tới thăm ảnh thôi. Anh có bạn từng ngồi tù sao? Bạn lớp trên hồi học trung học cũng từng thi vào trường cảnh sát. Đang làm cảnh sát sao khi không lại ngồi tù vậy? Kể ra dài dòng lắm. Vì sao anh không có làm cảnh sát nữa, vào băng xã hội đen? Lúc đó anh cảm thấy người tốt lại không làm, lại đi làm du côn. Gần đây gặp lại ảnh mới biết là hiểu lầm ảnh. Lúc ảnh ngồi tù, vợ ảnh đột nhiên bị giết chết. Lẽ ra có đứa con gái, nhưng má vợ ảnh cảm thấy chính anh hại chết vợ của mình, cho nên không cho ảnh nhìn nhận con. Thảm vậy sao? Thảm lắm. Cho nên anh hay đi gặp ảnh coi có gì giúp đỡ được không. Bạn bè gặp chuyện cũng nên giúp đỡ chứ. Nè, em nói đó nghe, đừng có trách anh đó. Điều cần nói đã nói hết rồi, không được hỏi nữa. Điều cần nói thì đã nói hết rồi, điều không nên nói có phải là còn rất là nhiều không? Em cũng ba trợn quá.
chào chú. Ừ. Thầm, là con hả? Má con kêu con tới hả? Chú à, mấy ngày nay chú không về nhà, má rất lo cho chú. Suốt ngày buồn rầu không vui, chú về đi. Con đừng lo, chú không sao. Tội nghiệp nói với chú nhiều lần rồi, cũng giờ con ra tay giúp nó nên nhà mình mới không bị gạt. Thật ra trong chuyện lần này má con cũng bị ép buộc. Má không nói sự thật ra, ngoài việc không muốn làm cho con bị tổn thương, cũng là vì cái gia đình này ba từng uy hiếp má. Nếu như không giúp ba thì sẽ gây bất lợi cho chú và Bối Nhi, cho nên má làm như vậy cũng là muốn bảo vệ chúng ta. Phải, cứ cho là cổ có cả trăm lý do. Nhưng hai người là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, tại sao không nói với chú chứ? Nếu như nói với chú, ít ra chú có thể chia sẻ với má con. Chính vì má con không muốn chú lo lắng, chú đừng suy nghĩ nhiều quá. Giữa hai vợ chồng không nên thành thật sao? Thật tình mà nói, trước giờ chú chưa từng nghi ngờ má con gạt tiền của chú. Chú cũng chưa từng nghi ngờ cổ và anh Bảo sẽ hẹn hò nhau. Nhưng lần này má con giấu chú thật sự rất giận. Thật ra trước đây con cũng hiểu lầm má. Con cảm thấy má đối xử với ba rất cạn tình, không hề có tình cảm. Có một hôm con gặp dì Lệ Tiền ở xóm Miễu, là người đối chọi với má con trước đây. Thì ra cổ bị bệnh, má đến hát giùm cổ. Con thấy con thật sự đã trách lầm má. Con hứa với Bố Nhi nhất định sẽ đưa chú về. Chú theo con về nhà đi. Nhưng mà tất cả mọi người đều có lòng muốn chú ở lại, nhưng bây giờ đồng nhiên theo con về nhà. Chú ở nhà của bác hai thêm một hai ngày thì không sao. Nếu chú ở lâu dài thì người ta sẽ thấy chú phiền phức đó. À, cũng phải. Đem về giùm cho. Thôi khỏi được rồi. À phải, không biết có phải tại ngồi chơi mặt trượt nhiều quá làm chị cảm thấy đau lưng nhức mỏi, giống như là bị tổn thương cột sống vậy. Ngày mai chị phải đi khám bác sĩ, chắc là phải đến trễ một chút. Bị tổn thương cột sống á, đừng có chơi nữa. Không sao không sao, chuyện nhỏ thôi, không có đáng gì đâu ha. Ờ, má. Ừ? Má gọi cho ai vậy? Ờ, má quỷ vé máy bay qua Úc đó mà. Hả? Hãng hàng không sẽ bắt má chịu lỗ đó, mất ngàn mấy hai ngàn lận. Mất thì cũng phải chịu thôi, trong lúc này má đâu có thể bỏ cậu Út con lại được. Chị ba, chị đâu cần kè bên em hoài. Chúng ta là người một nhà mà, chị nói ủng hộ em là ủng hộ em. Đi du lịch thăm bạn bè, đi lúc nào mà chẳng được. Chú à, chú có khỏe hả? À không, có thể bị cảm lạnh nên bị ho, không có gì đâu. Có khi nào em bị cúm không? Cô ba, hãy để con đưa chú đi bác sĩ nha. À, thôi khỏi đi, chú đi một mình được rồi. Anh hai à, em đi một lát nha. Chú đi cẩn thận nha. Trời ơi, nó ho dữ như vậy, ngày nào chúng ta cũng đánh mặt trượt với nó, lỡ nó lây luôn cho mình thì sao? Nhưng mà chúng ta đã nói đánh mặt trượt với nó rồi, nếu bây giờ không đánh với nó tức là chê nó. Em cũng đã gợi ý cho nó rồi, nếu như nó khôn lanh thì nó sẽ biết dọn đi. À, thì là mọi người thông đồng với nhau hả? Con đừng có nói bậy nói bạ nha. Là ông rước nó về, ông giải quyết đi nha. Ba và anh đã về rồi. Ba ơi, cuối cùng ba đã trở về rồi, mọi chuyện tốt đẹp rồi. Em có nấu cháo cho anh ăn. Em biết anh bị cảm là không muốn ăn uống, nhưng mà cũng phải ăn miếng cháo em đi múc cho anh. Thôi khỏi đi, anh muốn nghỉ ngơi một lát. Vậy cũng tốt, nghỉ ngơi một lát sau đó hẳn ăn. Cảm ơn. Chú nghỉ ngơi nha. À, thì ra con đã dọn nhiều thứ đến chỗ ba con định ở lâu dài. Một lần dọn không hết đâu con, má nghĩ phải đi thêm vài lần đó. Dạ không sao, tôi đã hết hạn hợp đồng, nhưng còn chưa trả chìa khóa lại, vẫn còn thời gian mấy ngày mà. Làm ơn đi chị Phương, chị giúp tôi thêm vài ngày. Hình như đồng nghiệp của con. Thật sự không được đâu, tôi không thể giúp được cô mà ha. Thôi vậy đi ha, bye bye. À, chị Phương à. Phonix. À, sếp Diêu. À, chào thím, sao trùng hợp vậy? Có chuyện gì vậy? Thì chị Phương đó, chỉ là người giúp việc. Trước giờ chỉ giữ bé trước khi dùng tôi. Gần đây con dâu chị đã sanh con, chỉ đòi về nhà lo cho con dâu và đứa cháu, không có rảnh giữ con dùng tôi. Tôi kêu chị giúp tôi thêm vài ngày, chị cũng không chịu. Bây giờ bé Jackie không có ai giữ, cũng không biết làm sao. Hay là vậy, cô đưa bé Jackie đến nhà tôi, tạm thời tôi giữ dùm cô. Cô có thể từ từ tìm người giữ trẻ khác. Thím giữ con dùm con hả? Không có sao đâu. Vậy thì làm phiền thím quá. Như vậy đi, tối nay cô đưa Jackie đến nhà tôi ăn bữa cơm đi được không? Tối nay? Ừ, bởi vì chồng tôi chưa gặp Jackie lần nào, tôi muốn cho hai ông cháu gặp mặt cái đã. Cũng tốt. Vào trước vụ án Đại Hồng Đồ, cô cũng từng giúp đỡ tôi, tôi cũng nên mời cô ăn cơm. Bây giờ má tôi đã lên tiếng, bữa cơm này coi như tôi mời cô. Dạ được, tối nay gặp. Bây giờ con xin phép thím, con phải đi đón trước khi tan học. Tôi đưa cô đi. Thôi khỏi, hết sức đưa thím về đi. Bye bye, bye bye. Mỗi lần nhắc tới Jackie thì cô lo lắm. Trời ơi, có người mẹ nào lại không lo cho con cái chứ. Bây giờ con từng tuổi này nhưng má cũng rất lo cho con.
Con muốn ăn gì? Ăn kem. Kệ nó đi, chắc chắn nó sẽ trả lời như vậy. Tủ lạnh nhà cô có kem đó, nhưng mà cô đã ăn hết rồi. Đừng có lo, lát nữa cô đi mua cho con chịu không? Con thích ăn mùi gì? Mùi xoài. Cô cũng thích ăn mùi xoài đó. Nè đừng chiều nó nha, hễ chiều nó thì nó sẽ hư đó. Đáng ghét chưa? Ăn kem cũng được, nhưng mà phải ăn xong cơm đã. Phải ăn thật nhiều rau và uống nhiều canh nữa. Để em múc. Chú à, chiều của chú lúc nào xài cũng được. Lúc của Nhi còn nhỏ xài cũng được, bây giờ cũng đem ra xài được. Anh ăn canh đi. Thôi khỏi, anh no rồi. Ba, ăn không được vui hả? Jackie ngủ rồi hả? Phải. Vừa rồi thấy cô và má tôi nói chuyện ở trong bếp. Sau khi nói chuyện, thấy má tôi nhẹ nhõm cả người. Cô nói gì với má tôi vậy? Không cho anh biết. Đâu có gì. Thật ra phụ nữ rất đơn giản. Chịu bỏ chút thời gian tâm sự với họ thì họ sẽ không có thời gian suy nghĩ bậy bạ. Không suy nghĩ bậy bạ thì sẽ không có gì. Thật ra tôi và má anh cũng đâu có nói gì đặc biệt. Chỉ nói chuyện chơi thôi. Dù gì sau này Jackie cũng đến nhà anh. Lúc tôi đến nhà đón con thì sẵn nói chuyện với thím luôn. Cảm ơn. Thật ra không phải cô đưa Jackie đến đây. Tôi nghĩ đó là cái cớ, mà là cô rảnh rỗi đến lo cho má tôi thôi. Làm gì khách sáo vậy? Không phải anh giúp tôi thì tôi giúp anh. Nhưng mà tôi không biết tôi có thể đưa Jackie đến nhà anh bao nhiêu lần nữa. Cũng phải. Trước sau gì cô cũng phải tìm người giữ Jackie. Phải. Tôi sợ trước khi tôi chưa tìm được người, Jackie đã không còn ở bên cạnh tôi. Sao nói vậy? Chồng cũ tôi muốn bắt lại đứa con. Gần đây ảnh làm ăn lại, kiếm được chút đỉnh. Ảnh còn có được cô bạn gái rất tốt, mà cũng đang tính đến chuyện đám cưới. Anh nói anh muốn lấy lại đứa con là vì ảnh có thể lo cho nó mái ấm gia đình. Còn tôi thì không được, bởi vì tôi chỉ sống có một mình thôi, tôi còn phải đi làm nữa, nên tôi không có thời gian để giữ con. Hèn gì cô cố ra sức để giữ được chị Phương. Cô sợ không có thời gian giữ đứa con, chồng cũ của cô sẽ giành lại nó. Ừ. Thật sự tôi rất sợ. Tôi rất sợ mình sẽ mất đứa con. Đừng sợ, đừng sợ. Tôi sẽ nghĩ cách giùm cô. Đừng lo nhiều quá. Em đừng lo quá. Ba má của em rất thương nhau, chắc sẽ không có gì đâu. Tuy hiện giờ ba đã trở về, nhưng mà ba lại ít nói chuyện. Có lúc sáng sớm thì đã ra ngoài, hình như là không muốn ở nhà lắm đó. Anh nghĩ ba em nhất thời không thể chấp nhận bị má em gạt thôi. Đợi ba của em hả giận rồi, má em sẽ giải thích rõ ràng, không có gì đâu. Cũng mong là như vậy. Trước giờ có gì ba má cũng nói với nhau, không bao giờ che giấu. Nhưng mà lần này má lại vì chú Bảo đã gạt ba. Cũng khó trách ba lại giận má vậy. Bị gạt là rất thê thảm, hơn nữa còn bị vợ mình gạt. Cho ba em chút thời gian đi. Cho nên em cảm thấy hai người đến với nhau quan trọng nhất là phải thành thật. Đã yêu thương nhau thì cái gì cũng phải nói ra hết, không được che giấu gì cả. Cùng nhau chia sẻ mà, anh nói có phải không? Phải. Đặc biệt là đối với người mình yêu thương đó, biết chưa? Bởi vậy anh tuyệt đối không được gạt em đó. Nếu không anh sẽ chết rất thê thảm. Xem độc ác quá vậy, trù anh chết. Alo. Ok, tới liền. Dừng tay, dừng tay. Muốn đi qua tới bay. Mày nhỏ đi, đừng đi. Đi. Anh Hải sao rồi? Xin lỗi nha. Nè, mang giày vô đi. Cảm ơn. Nè, đứng lên. Đây. Sao rồi? Sao rồi? Đám của Chiến Thắng đánh anh à? Tao không biết. Lúc nãy tôi định đi bán, ai ngờ bị theo dõi nên tao gọi điện cho mày. Đã nói là tụi nó sẽ kiếm anh mà. Nè, đi theo tôi về lập hồ sơ. Thôi khỏi đi. Trời ơi, bị đánh chỗ này mà không báo cảnh sát. Báo cảnh sát còn phiền hơn nữa. Thôi khỏi đi. Đã hư rồi tôi bỏ đi. Đi về. Đã nói là khỏi mà. Anh không báo cảnh sát, còn phải đến bệnh viện cho anh hai. Tao không sao. Tao đi đứng vẫn bình thường. Được rồi, phụ tao một tay đi. Ê. Ê.
kêu đến bệnh viện là không chịu đi, kêu đi báo cảnh sát cũng không chịu báo. Báo cảnh sát có ích gì chứ, không bằng công chứng cũng đâu có bắt được tụi nó. Hơn nữa hồ sơ của tao đã lem luốc rồi, nếu thực sự chọc giận Việt Thắng thì không chỉ là vụ vừa rồi đâu. Tóm lại anh có bệnh hoạn đau ốm thì phải nói, đừng có ráng chịu đựng biết chưa. Xong rồi. Cảm ơn nha. Bạn bè mười mấy năm khách sáo làm gì chứ. Phải ha, trung học đến giờ bây giờ thực sự đã mười mấy năm rồi. Lúc đó tôi lớp 8, anh lớp 11. Tôi là đứa lùn nhất lớp, muốn đánh bóng rổ cho cao. Ai ngờ Cường mập chết tiệt ở đội bóng cứ bắt nạt mày hoài, cười mày là thằng lùn chứ gì. Hả? Anh còn nhớ hả? Đương nhiên là nhớ rồi, thằng quỷ đó ai cũng ghét hết mà. Cũng may là có anh kiêm đội trưởng bóng rổ để giúp tôi, nếu không hả, cả năm trời cũng không được đụng đến trái banh. Mày thì hay rồi, sau kỳ nghỉ hè trở về thì cao hơn thằng Cường mập, chơi bóng rổ cũng tiến bộ hơn, làm nó sợ quá rút khỏi đội bóng rổ luôn. Đâu có dính dáng đâu, tại có anh chỉ tôi tập thôi. Nhưng mà nói thật nha, tao thấy hồi đi học là vui nhất đó. Hồi đó anh giúp tôi, bây giờ để tôi giúp anh đi. Hey, hoàn cảnh ở đây thực sự là không được tốt lắm, hay là để tôi tìm chỗ khác cho anh. Còn không, anh đến ở chung với tôi, một mình tôi sao cũng được. Thôi khỏi, tao một thân một mình lại không quen ở với người khác, ở chỗ này là hợp với tao rồi. Tùy anh. Anh nè, là vợ của anh hả? Phải, chính là cổ. Thật ra tại sao chị chết? Bạn bè bao nhiêu năm, có gì đừng ngại nói ra. Tại tao không tốt, không phải tại tao tham lam thì cổ sẽ không chết. Từ. Anh Hải, mà anh sao vậy? Anh bị đánh hả? Ờ, không có gì, tại anh không cẩn thận bị hụt chân lăn xuống cầu thang thôi. Một mình anh ở trong này thì ráng tự lo cho mình, anh sao sơ ý quá vậy? Yên tâm đi, anh không sao đâu. Bụng của em, em sanh rồi, là con gái. Vậy sao, là con gái hả? Tốt quá. Anh nhớ giúp em suy nghĩ coi đặt tên gì, lần sau vô thăm anh nói cho em biết nha. Được, lần sau khi em vô thăm. Cũng không biết có lần sau không. Anh nói gì? Không có gì. Từ à, em phải cố gắng chăm sóc con của chúng ta, không được để nó có chuyện. À phải rồi, đám người đó có tìm em nữa không? Có, thỉnh thoảng họ cũng tới tìm em, nhưng mà em biết cách ứng phó với họ. Anh yên tâm đi, em sẽ gửi con cho má chăm sóc. Anh đừng có lo quá. Em nhớ là đừng có đi lung tung nha, đừng để cho họ tìm thấy em. Ừ. Còn nữa, em đừng tin lời bất cứ người nào, biết không? Em biết rồi. Từ à, em hãy nghe kỹ những gì anh nói. Em phải nhớ đi cúng má anh. Má anh? Phải. Sau khi cúng má anh xong, đưa con đi chơi, càng xa càng tốt. Chị Hải, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi. Bố lên, tớ. Sau khi cổ chết thì Gia Gia theo bà ngoại nó. Thực ra lâu nay tao rất muốn nhận lại đứa con này. Tất cả cũng tại tao không tốt. Nếu không phải tao tham 4 triệu đó thì cổ sẽ không chết. Có biết là ai làm không? Tao cũng rất muốn biết. Lâu nay Nhiệt Thắng và Thái Tử cũng muốn lấy số tiền đó. Cái chết của cổ nhất định có liên quan tới họ. Ai lấy số tiền đó chính là hung thủ, chính là hung thủ để giết cổ. Tôi biết cái chết của chị là cú sốc lớn đối với anh, nhưng anh đừng bao giờ nghĩ đến mấy chuyện trả thù, biết không? Tao trả thù làm gì chứ. Tại tao không tốt cho nên mới hại cổ. Thật ra bản thân tao rất hối hận. Tao cũng không muốn làm sai trái gì nữa. Vậy thì tốt rồi. Tao chỉ muốn biết ai chính là hung thủ giết cổ, sau đó bắt nó ngồi tù, trả sự công bằng lại cho cổ. Yên tâm đi, giao cho tôi. Đến chừng đó mọi chuyện sáng tỏ, tao có thể nhận lại đứa con của mình. Tao và nó sẽ sống cuộc sống đơn giản. Tao phải làm lại từ đầu, làm lại cuộc đời. Chứ định được mà. Nè, cầm lấy. Ê, đừng mà. Nè. Nè, đừng có trả lại cho tôi. Coi như là tôi cho anh mượn cũng được, hay là gì cũng được. Tóm lại có thì xài đảo đi. Nhớ là có gì thì gọi cho tôi. Cảm ơn. Ơn nghĩa gì chứ. Alo, gì vậy? Alo, anh đang ở đâu vậy?
em đã mua thức ăn tới nhà của anh rồi nè. À được rồi, anh sẽ về liền. Có chuyện gấp à? Có chuyện cấp bách, về nha. Mày biết đường chứ? Được rồi, cẩn thận đó. Được rồi. Bye bye. Con sắp chào đời rồi. Con sắp chào đời rồi. Đến chừng đó Gì vậy? Nó lại đạp em. Trời ơi, hư quá, đạp má. Sau này chắc chắn nó đá rất giỏi. Chắc chắn là con trai sao? Em thích con gái. Con gái anh cũng rất thích. Vậy sao? Trai gái vậy anh cũng thích hết. Hụt cái đã. Nhột quá. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.